Dạ, kính thưa quý mặt trường, xin mến chào tất cả quý vị trả lời video hôm nay ha. Hiện nay sáng sớm quý vị, mình cũng có hỗ trợ làm cầu nối ha, tiếp tục nhập đồ về cho khách hàng một cây tứ quý ha quý vị. Cây này 50 oanh, quý vị nào xem nhớ đăng ký cho cập nhật những video tiếp theo. Cây này nói chung là được cái tay cành nó quá đẹp quý vị. Khách hàng cũng nhà mình làm cầu nối ha, hỗ trợ cũng thành công rồi. Cái này thì cái vườn này ở đây là ảnh nuôi, ảnh mua tàn không có gì, nhưng mà bên mình mua là mà chủ yếu là cũng xuống rút phôi ha, chứ không có tính cái tàn ha, chỉ lấy cái thân tay cầm thôi. Cái này được cũ nở. Chân cảnh đóng rất là đều quý vị, không trùng không thiếu. Thì ở đây cái vườn ảnh còn tứ quý tàn khá nhiều ha, lớn nhỏ gì cũng có ha. Thì anh em nào muốn mua sở hữu một cây tàn như thế nào á, cứ liên hệ với mình ha, mình dẫn xuống thôi, cũng kiếm cà phê pháo chút đỉnh săn cổ anh em. Cái vườn tàn của anh còn khá nhiều ha. Ở trận đấu sắp tới khi đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Yemen vào ngày 20 tháng 10. Anh về còn mấy cây nữa, còn hai cây này anh chưa trồng nè. 2025 đã chứng kiến chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 của Thành Công Việt Theo. Có mấy cây tàn này quá đẹp quý vị. Thì anh em nào cần cứ liên hệ mình. Sau năm vòng đấu, qua đó tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Bình Dương vẫn xếp vị trí thứ 6 với 7 điểm. Tại trận đấu Bangkok của Thái Lan, thì Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games 33 đã tổ chức họp thông báo SEA Games 33 năm 2025 có 44 môn thể thao. Các lĩnh vực về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau một thời gian trong vòng ba nút nhạc anh em, cây tàn thành cây phôi luôn. Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Bình Nghị phấn khởi với những kết quả mà đảng bộ, chính quyền, huyện Cò Công Tây nói chung và xã Bình Nghị nói riêng trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ số quản trị hành chính công Mabi, phát huy những kết quả đã đạt được. Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Bình Nghị đề nghị lãnh đạo huyện xã tiếp tục quan tâm, có nhiều giải pháp giúp phát triển hơn nữa kinh tế xã hội, nâng cao mức sống của người dân, thực hiện có hiệu quả các chỉ số quản trị hành chính công Mabi, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính. Thông qua việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện gặp gỡ nhân dân và doanh nghiệp đã tạo sự gần gũi, tin cậy, phát huy hiệu quả dân chủ cơ sở, dân vận khéo, dân vận chính quyền để tạo điều kiện cho nhân dân, doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Huyện Cò Công Tây tổng kết đánh giá mô hình sử dụng phân bón thông minh trong canh tác cây bắp. Ngày 24 tháng 10 tại xã Bình Nghị, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cò Công Tây vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và Ủy ban Nhân dân xã Bình Nghị tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sử dụng phân bón thông minh trong canh tác cây bắp năm 2024. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cò Công Tây, bà Phan Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, ông Nguyễn Thái Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Nghị, cùng với 50 nông dân chuyên sản xuất cây rau màu trên địa bàn xã Bình Nghị, cùng đại diện công ty cung ứng vật tư phân bón thông minh trong quá trình còn khá nhiều ha. Anh em nào cứ muốn alo mình dẫn xuống tại vườn anh em, lựa cây nào lựa rồi báo giá trực tiếp về chủ vườn luôn. Mình làm đâu đó là thực tế này. Có nhiều anh em lên nói mình tin mình không có uy tín, hôm nay mình cũng nói thiệt. Dẫn đến giảm lợi nhuận cho người trồng. Khá nhiều. Vì vậy, ngành nông nghiệp huyện đã mạnh dạn đưa vào ứng dụng mô hình phân bón thông minh. Mô hình phân bón thông minh cụ thể là sử dụng loại phân bón. Không bầu xong mà chuẩn bị lên đường rồi mấy em. Bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng của đảng, nhân dân nghĩa xã hội của quý tàn quá đẹp anh em. Anh em mà chơi cặp thì cứ liên hệ với mình ha. Vành nó bốn mấy à. Nó tàn cặp cứng.
truyền về chiến lược kiểu mẫu an toàn giao thông. Tai nạn giao thông là hiểm họa thường trực đối với mỗi người chúng ta khi tham gia giao thông trên đường. Trong 2 năm qua, trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 27 người. Hậu quả để lại là nỗi đau cho người thân, gây tổn thất về vật chất của gia đình và xã hội. Trước thực trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã chọn tuyến đường huyện 18 để xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông và nhân rộng trên các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện. Chuyện này anh em nào thậm chí cứ liên hệ mình xuống trực tiếp tại vườn mấy anh em ơi. Chuẩn bị lên xe. Tại mấy cây nằm bồn nữa cũng bứng lẹ anh em. Cây này nó cũng được nè anh em. Tay cành nó lật. Cây này về tán lùng lại. Đối với các trường học trên tuyến đường, tổ chức xây dựng đạt tiêu chí mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ dân gian tuyến đường không được lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để treo biển quảng cáo, làm mái che, bày hàng kinh doanh buôn bán, tập kết nông sản. Đúng một con cái mày mà sớm bù lại luôn. Người đi bộ đi trên vỉa hè, lề đường, sang đường đúng nơi quy định, đi đúng vạch qua đường tại nút giao, đảm bảo đi đúng phạm vi đèn tín hiệu cho phép. Cần quan sát kỹ khi đi qua các nút giao, không tụ tập dưới lòng đường. Rồi cuối cùng cũng lên xe anh em ơi. Cây nằm bòn bứng cũng lẹ. Lâu lắc lắm, họ hỏi tùm lum. Nào giai làm cái gì, giai chi? Lại phải giải ngân lâu lắc. Trong khi gia đình gặp khó khăn thật lắm. Đỡ khó khó giải ngân chắc chết được quá. Rồi, cũng cảm ơn tất cả anh em đã xem video ha. Tới đây mình xin kết video tại đây ha.